Xin chào anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé Thì hôm nay là mình làm video này hướng dẫn anh em cách mua ngựa 8X và mua đồ vũ khí cấp 10 trắng Thì hôm nay anh em sẽ xem qua video này anh em sẽ hiểu cách mua ngựa 8X ở đâu và mua đồ vũ khí cấp 10 như thế nào Thì nhiều anh em inbox hỏi quá nên mình sẽ làm một cái video ngắn gọn để hướng dẫn anh em Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đi mua ngựa nhé Mua ngựa thì anh em sẽ sang thành Tương Dương sang thành tương dương sau đó anh em lại phù qua ba lăng huyện ba lăng huyện sau đó anh em sẽ lại phù qua lam nhật trấn Đấy, thì sau đó anh em sẽ đến tới tọa độ 211190 gặp LBC Thẩm Câu để mua ngựa nhé. Đây thì nó ở góc này đây thì anh mình sẽ chạy đến cho anh em xem là nó ở tọa độ nào luôn. đây anh em nó đây là đang rất là đông người Đấy, bú vào rất là đông che hết cả lbc luôn rồi anh em anh em cố gắng ấn ấn vào để mua nhé đây 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 này nó sẽ có con ngựa ô vân đạp tuyết xích thố để mua ngựa chiếu dạ thì anh em phải dùng một k năm vạn nếu mà anh em để mua ngựa 8 x ấy thì anh em phải sử dụng cho tôi một K5 vạn để mua nhé Thì anh em mới mua được ngựa đây ở đây. Tôi muốn mua con ngựa chú dạ, tôi ấn vào mua con ngựa chú dạ. Nó năm con ngựa. Đấy, sau đó là tôi vừa một K9 tôi bị trừ mất một K5 đây còn 1, 4 487 vạn đây. Thì anh em xác định mua ngựa là anh em phải mất số tiền là một K5 vạn ở đây nhá, 1500 vạn đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đi mua vũ khí cấp 10. trắng thì đeo vũ khí cấp 10 vào thì nó đam rất là rất là to. Thì ở bản đồ ở cái cái ở cái bản game này thì đồ nó rất là rớt đồ cấp 10 rất rất là ít. Nên anh em sẽ đi uh, mừng uh, mua vũ khí uh, trắng nhá. Thì uh, để mua đi uh, để đi mua vũ khí trắng thì anh em sẽ sang bập đào Hoang Nguyên nhé Thì uh, từ Ba Lăng huyện sau đó anh em sẽ chạy qua Vũ Đăng Sơn, mình sẽ chạy cho anh em anh em nhìn Cô Lôn chạy rất là tăng tốc đúng không? Bút tất cả lên. Đấy anh em nhìn nhá Bây giờ anh em sẽ chạy ra mập Vũ Lăng Sơn. Sau đó chạy vào bật vận động. Xong rồi phục lưu động. Anh em mở lên. Đấy anh em vào bật thủy động này, mê cung bật thủy động này. Bút tiếp nhá. Đấy. Chạy rất là nhanh thôi anh em Cô lại cứ chữ dạ như này nữa Thì rất là Chạy như Mercedes luôn Đấy, Sau đó anh em lại chạy qua Mê Cung Phục Lưu Động Nó ở dưới đây này Thì là nó qua Đào Hoang Nguyên Đào Hoang Nguyên là cái mặt 7x anh em Anh em nào mà muốn trên cấp 70 Thì anh em có thể là ra Đào Hoang Nguyên trên solo được nó có mấy có mấy bãi vip rất là ngon thì anh em không phải cần nên tâm du quan trai 7 x nữa thì anh em có thể là xuống đào hoang nguyên để trên rất là nhanh có cái mập bật thủy động này là mập hai x cho anh em Đấy, sau đó anh em sẽ vào này qua phục lưu động anh em lại chạy đến đào hoang nguyên ở trên góc hướng đây này hướng trong trên cùng luôn anh em ạ Đấy anh em nhìn đào hoa nguyên chưa Chữ đào hoa nguyên to đúng không Đấy thì anh em sẽ chạy đến Cái đào hoa nguyên đây Mình sẽ chạy cho anh em nhé Và thử cái vũ khí cấp 10 Nó đeo nó lên đam như nào anh em nhé Đam rất là to Vì cái sát thương vật lý của nó rất là cao Nên đeo vào khi anh em đeo vũ khí cấp 10 vào Thì nó rất là đam rất là to luôn Thì để gom tiền mua ngựa chữ dạ Ngựa 80 này thì anh em cứ gom cho tôi khoảng tầm 1k5 vạn là đủ rồi Thì là lên cấp 80 anh em đủ gom đủ 1k5 vạn Anh em sẽ mua một con ngựa Bây giờ à, đi kéo xe thì thôi rồi luôn Những môn phá nào đánh Môn phá nào mà đánh dưới ngựa Thì anh em có thể là mua con chữ dạ để mà chạy Còn những môn phá nào anh em đánh Trên ngựa thì mua con xích thố nhá Xích thố thì nó tăng máu cho mình còn con chữ dạ này chỉ có nó đẹp cỡ cho đẹp thứ hai là nó tăng nó chạy nhanh hơn so với con xích thố gọi là con bạch mã bạch mã hoàng tử đây sau đó anh em sẽ chạy cho tôi vào cái thằng gần chỗ thằng dương chưa đồ này chạy gần thằng chỗ thằng dương chưa đồ để mua ngựa mua vũ khí nhá đây là mình sẽ chạy đến đây rồi đọc tọa độ cho anh em luôn ở đây là đây ở đây hiệu thuốc này này nó bán cái giải độc lớn anh em nhé đây là anh em nhìn nhá đấy thì ở các thành thì nó chỉ bán cái giải độc nhỏ thôi ở đây nhưng mà tuyệt đối đây là nó bán cái giải độc rất là hiệu quả như kiểu tống kim ấy anh em mở nên đây mua đi bk solo mới ngũ độc rất là ok luôn ở đây là anh em gặp lbc người bán binh khí này ở tọa độ 200 198 ấn giao dịch anh em nhìn thấy không đây là cây đao cấp 10 đại phong đao đây anh em để ý là đam của mình là đam 82 đúng không nực tay thì đang 82 đeo vào phát thì 90 luôn khác nhau hoàn toàn đúng không cây đao đấy cây đao cấp 8 đeo vào lên được 90 nực tay đấy, anh em nhìn không rất là đẹp tiếp đến là mình sẽ thử mua cho anh em cái cây uh, song đao dành cho mua phát nội công cây ấy anh em nhìn cái cây này rất là đẹp đúng không một phá nội công như kiểu cái bang hay là ngam mi gì đấy anh em nên cầm cây này rất là hoành tráng Anh em nhìn chưa Rất là đẹp Còn cây này là cây phá thiên trùy dành cho thiên vương Thiên vương trùy đeo vào rất là hành bố Anh em nhìn chưa Đấy anh em nào mà đang dự định sắm những cái cây vũ khí cấp 10 mà cấp 80 có thể đeo được Thì anh em có thể là lên đào hoang nguyên Xem qua video này thì anh em thấy hay và bổ ích thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Đây là cây huyền thiết kiếm dành cho Nga Mi kiếm và võ đăng kiếm đây. Đấy, anh em nhìn đâu? Và đây là cây uh, kim cô bổng dành cho cái băng bổng và thiếu lâm côn. Đấy, anh em nhìn này. Đồ vũ khí cấp 10 nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là khôn luôn so với các vũ khí cấp nhỏ khác nhìn nó đẹp lắm tiếp đến là cây phá thiên kích dành cho thiên vương thiên vương thương và thiên nhãn kích đây. anh em nhìn chưa Đấy. mình sẽ đeo cây đại phong đao nào ok anh em nhìn rất là đẹp đúng không anh em ok thế là mình đã hướng dẫn xong anh em cách mua ngựa 8 x như thế nào và cách mua vũ khí cấp 10 như nào nhé thì ở bản video tới là mình sẽ hướng dẫn anh em về các nhiệm vụ đánh trong thành là anh em có thể là bk đồ sát trong thành mà không nên bk khi anh em luyện kêu rất là hỗ trợ anh em luyện kêu abp ấy rất là ok thì là mình sẽ làm video từng chi tiết luôn cho anh em anh em nào mà cứ cần hỗ trợ cái gì thì mình sẽ làm video cái đấy mình sẽ thu thập những ý kiến mà anh em đang cần giúp đỡ thì mình sẽ làm video cho anh em luôn thôi nha mình xin phép dừng video ở đây nhé anh em thấy video bổ ích nhớ đăng ký kênh vào chia sẻ và ủng hộ cho mình nhá